Chào các bạn. Video hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là cái mùa trồng cây đu đủ miền Bắc thích hợp nhất nhé. Các bạn ạ. Đu đủ miền Bắc nó không như một số giống cây trồng khác các bạn ạ. Thì trồng đu đủ miền Bắc nó phải đúng mùa các bạn nhé. Nếu mà chúng ta trồng không đúng mùa thì nó giảm năng suất, thậm chí là chết cây, mất tốn công chăm sóc các bạn nhé. Đấy. Thì mùa trồng đu đủ thích hợp nhất đó là mùa đông các bạn ạ. Không phải mùa xuân đâu các bạn, là chính là mùa đông. Tại sao lại trồng vào mùa đông các bạn? Vì mùa đông là rất thích hợp cho cây đu đủ khi mà còn nhỏ các bạn nhé. Cây đu đủ non các bạn, vì là thời tiết lúc đó là nó khô, nó không có mưa, thì cây đu đủ non ấy nó rất dễ sống các bạn ạ. Cây đu đủ phát triển mạnh nhất vào mùa xuân các bạn, khi mà cây nó có một bộ rễ gọi là khỏe mạnh rồi đó. Nó gặp cái thời tiết thuận lợi như là mùa xuân thì nó cứ thế nó phát triển các bạn. Nó phát triển rất là nhanh các bạn nhé. Nếu mà chúng ta trồng vào mùa xuân thì nó phải mất một tháng nó mới ra rễ các bạn ạ. Trồng xuống đất ấy, thì khi mà nó đến gặp cái thời tiết như là đầu mùa hè, nắng nóng rồi là mưa rào, nếu mà cây đu đủ nó còn nhỏ đấy, rễ nó hẳn yếu các bạn. Gặp cái thời tiết gọi là khắc nghiệt như vậy nó sẽ bị rất dễ bị chết cây, hoặc là nó chững lại, nó không phát triển được nữa. Vậy nên mình khuyên các bạn nên trồng vào mùa đông các bạn, là thời điểm thích hợp nhất để cho chúng ta, tác dụng của chúng ta là tạo một bộ rễ chắc khỏe, để khi mà gặp cái thời tiết thuận lợi như là mùa xuân nó cứ thế nó phát triển thôi. Nhiều bạn không biết cách trồng các bạn, cứ vớ được mùa nào chúng ta là trồng luôn. Trồng như vậy thì nhiều bạn trồng vào mùa hè đấy, hoặc là mùa thu đấy, rất dễ bị chết cây các bạn, vì là thời tiết lúc đó nó khắc nghiệt, nó mưa xào rồi là khô các bạn, lắng lóng khô đất đấy. Thì các bạn nên gieo hạt, ươm hạt đấy, thì các bạn nên ươm hạt vào mùa thu các bạn nhé. Đấy, mình bây giờ là tháng 8 rồi, mình phải ươm hạt luôn vào mùa thu này. Hạt này nó cũng khá là lâu mọc ấy các bạn, khoảng tầm 1 đến 2 tháng thì nó mới mọc lại mầm, mọc thành cây. Mọc thành cây thì cây nó ra khoảng tầm 3 lá như này các bạn, cây nhỏ, thấp thôi nhé các bạn nhé. Thì chúng ta lên trồng, các bạn có thể ươm vào bầu này, càng tốt. Cây các bạn trồng càng nhỏ càng tốt các bạn, vì là chúng ta chăm sóc từ nhỏ, chăm sóc đi thì sau này nó mập, mập gốc các bạn, nó ngắn cây thì cây đó quả nó rất là sai. Và các bạn lưu ý cho mình nhé, các bạn nên trồng thấp hơn mặt vườn hoặc là bằng mặt vườn các bạn nhé. Nếu mà chúng ta trồng cao lên qua hơn mặt vườn, sau này chúng ta phải ụ đất nhiều và rất mất nhiều đất các bạn nhé. Thì cái thời tiết cái mùa đông ấy nó rất là khô các bạn ạ. Thì chúng ta nên trồng thấp để nó luôn giữ độ ẩm cho gốc các bạn. Đu đủ này nó không ưa bị khô hạn đâu các bạn. Nếu mà khô hạn là nó sẽ còi cây, còi kém các bạn nhé, và nó cũng không chịu được úng nữa các bạn. Đu đủ nó ưa đất đẹp các bạn nhé, đất ruộng hoặc đất phù sa các bạn ạ. Nếu mà chúng ta trồng ấy thì các bạn nên hoát kê đất ở lớp đất, cái hố ở dưới đi, sau đó các bạn mua đất đẹp hoặc là đất phù sa về các bạn đổ vào các bạn trồng nhé. Các bạn trồng thì không nên bón đạm luôn nhé, xoát rễ nó sẽ chết các bạn, nó rất là ưa đất đẹp các bạn.
Nhiều bạn cứ trồng ở cái nơi đất xấu thì cây này nó còi kém, nó không ra quả đâu các bạn. Đấy, rất là ưa đất đẹp. Các bạn nên chú ý cho mình nhé. Một là phải có đất đẹp, hai là phải phân bón tốt thì các bạn trồng nó mới năng suất được các bạn. Đấy, đất đẹp là đất ruộng, đất phù sa đấy. Các bạn mùa đông các bạn nên trồng nhé, là từ tháng 10 cho đến tháng 12 âm lịch thì các bạn chú ý cho mình, trồng vào thời điểm đó thì cây đu đủ nó mới phát triển được. Thì video hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là cái mùa trồng đu đủ thích hợp nhất, đến đây là hết rồi. Các bạn thấy hay thì like và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.